Mỗi dịp Tết đến xuân về với nhiều cách làm sáng tạo ý nghĩa như tổ chức hội chợ xuân, nuôi heo đất, kế hoạch nhỏ, kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ kinh phí. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em và gia đình có điều kiện vui xuân đón Tết đủ đầy hơn. Nằm ở khu vực vùng sâu vùng xa của huyện Xuyên Mộc, đa số học sinh của trường trung học cơ sở Bông Trang có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, dịp Tết năm nay, trường đã vận động các nhà hảo tâm và cựu giáo viên ủng hộ 42 suất quà Tết, hỗ trợ tiền cho một học sinh có mẹ mắc bệnh hiểm nghèo và kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế tặng học sinh với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Em cảm thấy rất là xúc động khi được quý thầy cô, nhà trường quan tâm giúp đỡ cho em có được những phần quà Tết. Điều này giúp em có thêm động lực trong việc học tập. Em thấy Tết này rất là vui vì em đã được thầy cô, nhà trường cho tặng số tiền. Em thấy Tết này rất là xuân vầy và được tất cả mọi người yêu thương. Gần 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá khoảng 500.000 đồng, đã được trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu trao tặng cho các em học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của trường trong chương trình Xuân Yêu Thương với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Để có được nguồn tiền này, ngoài vận động các tổ chức cá nhân trong xã hội, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân còn nhận được sự hưởng ứng tham gia của học sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên qua phong trào quà xuân tặng bạn và hỗ trợ ẩm thực gây quỹ từ thiện. Tôi cảm thấy rất là vui và phấn khởi khi được nhận những tình cảm đặc biệt của ban giám hiệu nhà trường và công đoàn. Em rất vui mừng khi nhận được quà của thầy cô, các bác phụ huynh và các bạn dành cho em trong dịp Tết. 95 suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường và 25 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn phường 8 đã được trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu trao tặng tại chương trình Kết nối yêu thương chào xuân Giáp Thìn 2024. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 120 triệu đồng. Đó vừa là một món quà tinh thần, vừa là một động lực để giúp cho chúng em đạt được những kết quả thật là tốt trong năm học. Trước thêm Tết Nguyên Đán, trường tiểu học Đoàn Kết phường 3 thành phố Vũng Tàu tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương trao tặng gần 100 suất quà Tết trị giá gần 20 triệu đồng cho các em học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh khó khăn của trường. Sự quan tâm, chia sẻ và giúp cho các em có một cái Tết, đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ hơn. Mong rằng là các em sẽ có một cái động lực tốt hơn để bước vào một cái năm mới, học tập tốt và đạt cái kết quả cao hơn. Tặng quà Tết cho học sinh từ lâu đã trở thành nếp của các trường học trên địa bàn tỉnh mỗi dịp xuân về. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tấm lòng của thầy cô, bạn bè, xã hội đối với những hoàn cảnh còn khó khăn. Qua đó mang lại cho các em học sinh niềm vui, niềm hạnh phúc khi bên cạnh các em luôn có những tấm lòng thơm thảo, sẵn lòng chia sẻ, hỗ trợ.